Vì sao giới dân chửi bị ám ảnh về cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan? Trong những năm gần đây, các nhà dân chửi người Việt đã dành một sự quan tâm đáng kể cho các xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan. Chẳng hạn, Việt Tân đã đưa cuộc xung đột này vào danh sách những diễn biến thời sự quan trọng nhất trong loạt bài tổng kết năm 2021. Đã thành thông lệ, giới dân chửi luôn thể hiện một niềm tin chắc chắn rằng phương Tây đủ sức bảo vệ Đài Loan trước sự đe dọa của Trung Quốc, và họ sẵn sàng làm việc này, kể cả bằng xung đột quân sự. Trong một bài viết trên fanpage của mình, Đảng Việt Tân thậm chí còn khuyên Việt Nam theo Mỹ như Đài Loan để được Mỹ bảo vệ trước Trung Quốc. Nhưng lời bình luận của Việt Tân hình như khác xa thực tế. Trong một bài viết được dịch và đăng trên BBC tiếng Việt hôm 13 tháng 1 năm 2022, nhà báo David Brown đã đưa ra nhiều con số thống kê về tương quan lực lượng giữa hai bên rồi nhận xét. Nếu xảy ra xung đột, một số chuyên gia phương Tây dự đoán rằng Đài Loan giỏi nhất là chỉ có thể chậm lại cuộc tấn công của Trung Quốc, cố gắng ngăn chặn cuộc đổ bộ của quân Trung Quốc và tiến hành các cuộc tấn công du kích trong khi chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài. Sự trợ giúp đó có thể đến từ Hoa Kỳ, quốc gia bán vũ khí cho Đài Loan, mặc dù Washington luôn theo đuổi chính sách mơ hồ về chiến lược. Nói cách khác, Mỹ cố tình không nêu rõ họ sẽ bảo vệ Đài Loan như thế nào nếu xảy ra trường hợp bị tấn công. Về mặt ngoại giao, Mỹ hiện đang chấp nhận chính sách một Trung Quốc, trong đó chỉ công nhận một chính phủ Trung Quốc ở Bắc Kinh và chỉ có quan hệ chính thức với Trung Quốc chứ không phải với Đài Loan. Như vậy, việc Mỹ nhiệt tình bảo vệ Đài Loan chỉ là một câu chuyện cổ tích hư cấu của Việt Tân và chính quyền Mỹ. Vì sao giới dân chửi nhiệt tình lan truyền câu chuyện cổ tích này đến như vậy? Vì thông qua hình ảnh Đài Loan, họ có thể tái hiện ký ức của mình về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ sống trong sự bao bọc của quân đội Mỹ. Nhiều nhà dân chửi vốn tin rằng các chế độ độc đảng ở Trung Quốc và Việt Nam chỉ có thể sụp đổ thông qua một cuộc chiến tranh thế giới mà Mỹ thắng. Cũng cầu mong chiến tranh Trung Đài sớm xảy ra để ước mơ của họ thành hiện thực. Cơn hoang tưởng của họ về chiến tranh Trung Đài chẳng thể hiện gì ngoài sự lệ thuộc và quỵ lụy của họ trước nước Mỹ.